những sao Việt nổi tiếng như Cồn dù nhan sắc có giới hạn, tài năng tỏa sáng dù nhiều lần thất bại, chiều cao khiêm tốn, không có ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, vẫn được tổ độ như thường. Trung Quân, trước khi được mệnh danh là Thánh Mưa và khiến cộng đồng mạng mê mệt với hàng loạt ca khúc hit viết về mưa như Giấu Mưa, Gọi Mưa, Chuyện Mưa, Xin Mưa Rơi Nhanh, Trung Quân đã mất khá nhiều thời gian để tìm được chỗ đứng trong làng nhạc Việt. Sau khi lọt vào top 100 tiếng ca học đường và top 16 Việt Nam Idol 2008, chàng sinh viên đại học kiến trúc vẫn còn loay hoay tìm kiếm hướng đi, và đến năm 2010, anh đã quyết tâm khi thi lại VN Idol và dừng chân ở top 8. Thất bại lần hai không khiến Trung Quân từ bỏ đam mê ca hát, anh vẫn miệt mài ra sản phẩm mới, chinh phục người nghe bằng chất giọng nam cao, mượt mà, đầy tinh tế, và 4 năm sau đó, Trung Quân đã làm khán giả nhớ đến anh bằng chuỗi ca khúc gắn liền với mưa. Chính sự kiên trì và nghị lực theo đuổi ước mơ ca hát, cùng sự tinh tế và biết lựa chọn ca khúc phù hợp với giọng hát nhưng vẫn gần gũi với người nghe, Trung Quân đã có một vị trí nhất định trong showbiz Việt và trở thành ca sĩ đắt show hiện nay. Hoàng Tôn, trước đây, khi còn hoạt động trong giới underground, Hoàng Tôn khá chật vật với những bước đầu tiến vào showbiz dù anh từng sáng tác nhiều bản hit cho Hồ Ngọc Hà, Lu Phước Thịnh, Đông Nhi. Nguyên nhân xuất phát từ việc anh không có gương mặt sáng sân khấu, chiều cao khiêm tốn, khán giả cũng chỉ quan tâm đến ca sĩ trình bày chứ không để ý đến cha đẻ của chuỗi hit đó. Sau khi tham gia Giọng Hát Việt mùa 2 và về đội Mỹ Linh, tài năng của chàng nhạc sĩ sinh năm 1988 mới được phát huy và gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả trẻ. Với khả năng sáng tác, trình diễn đa dạng, ca tính âm nhạc hiện đại, Hoàng Tôn cũng thành công không kém khi tham gia The Remix, tiếp đến là Tuyệt Đỉnh Tranh Tài và đoạt giải quán quân. Hiện nay, Hoàng Tôn đã có lượng fan riêng đông đảo. Anh cũng thoát khỏi cái bóng underground để tự đứng vững trong làng nhạc Việt mà không nhờ nhan sắc. Tùng Dương, nhắc đến Tùng Dương, khán giả liền nghĩ ngay đến chàng ca sĩ không có ngoại hình đẹp nhưng lại có phong cách rất quái lạ, khác biệt và không đồng hàng với bất cứ ai. Chàng ca sĩ xuất thân từ Sao Mai Điểm Hẹn được khán giả nhớ tới với phần lớn các ca khúc thuộc thể loại dân gian đương đại, pop ra. Về sau này, anh tìm tòi và thử nghiệm thêm nhiều loại nhạc mới như nhạc điện tử trên nền nhạc giao hưởng, nền hòa âm New Age, World Music hay gần đây là dòng nhạc cách mạng, tiền chiến. Sự đa dạng trong phong cách biểu diễn cũng giúp anh lập kỷ lục với 8 lần đoạt giải cống hiến. Phong cách thời trang của nam ca sĩ sinh năm 1983 cũng rất độc lạ và từng gây nhiều tranh cãi. Ở góc độ nào đó, chính việc Tùng Dương biết tạo ra sự khác biệt cho bản thân đã giúp anh trở thành một trong những nam ca sĩ nhạc nhẹ hàng đầu tại Việt Nam. Thảo Trang, không có ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ cùng làn da trắng nõn như nhiều bạn bè, đồng nghiệp, Thảo Trang đã rất khôn ngoan và tinh ý khi tự tạo thương hiệu cho riêng mình với biệt danh và bản hit cùng tên Xấu Lạ. Trang cũng từng đùa vui rằng cô là con lai châu Phi khi có nước da ngăm đen, mái tóc xoăn tít ở chân, không dài. Dù khá thiệt thòi so với nhiều sao nữ nổi lên cùng thời, nhưng cô nàng xuất thân từ VN Idol 2007 vẫn rất lạc quan khi cô sở hữu chất giọng đẹp cùng cá tính riêng biệt, tạo nên sự mới lạ trước hàng trăm ca sĩ có phong cách na ná nhau. Khi Thảo Trang theo đuổi những dòng nhạc rất Tây và hiện đại, không ít khán giả đã ưu ái gọi cô là Rihanna Việt Nam. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng từng gây tranh cãi khi bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân vì sao Rihanna nổi tiếng thế giới, còn tôi thì không. Khi nghĩ đến thực trạng nhạc Việt,